Em test cái đầu 5.1 của Samsung nhé, 2350K. Con này chạy full chức năng này, có hai lỗ mic này, USB này, AUX này, CD này, ok nhá. Thì con này đang lỏng ra qua. Cơ ra vào ok hết. Con này còn khá mới nhé em nhé, khá đẹp đấy. USB không có thì thử nhá, mic cũng thế. Bây giờ em chuyển sang cái phần con này có khiên học rồi anh em nhé. Em chuyển sang cổng AUX này. Đây, chuyển sang cái đít nó nha. Đít nó em chỉnh test các cổng nha. Đây, cổng trước bên phải này. Cổng center này. Ở giữa này. Cổng trái này. Đấy, cổng bên trái nhá, đằng trước bên trái nhá, cổng đằng sau sau bên phải này, đằng sau bên trái này, đằng súp này, đây nhá, súp nghe to chưa? Đấy, chạy ok nhá, cổng AUX nhá, cổng HDMI này, out này. Đó. Ok nha. Con này còn khá đẹp nha. Đây vô lên đây. 350K. Đây 350K. Đó. Ok, chào anh em.